C'est une romance aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut dans le brouillard. Elle est descendue dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin sous le tour des vacances. C'était chance, c'était un jour de chance. Il y allait d'un ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Elle a pour se penser. Biết về đôi lứa từ phương nào mùa xương có hai người bông gặp nhau nàng xuôi xe về nam gió đường từng bay làm tóc xóa đời chỉ xem ngàn lối lứa đôi chân chung một hướng gặp nhau trên đường đến khu biển vui tình trao nhau mà ngỡ như nằm mơ trời xanh hơn và nắng par l'espérance. Se sont racontés le prix qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur le dos trop de des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui gagnait le ciel. Prison de penser au une romance aujourd'hui. Il rentre chez lui là-haut fait le brouillard. Elle est descendue dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin sous les deux trop des vacances. C'était il le jour de chance. Il le prit à la de fil et de la main. Và bên trong vòng cây lứa đôi nằm im lặng nghe người chim xa xa nua nói lời tiên đoán. Trần thiên thu thuở xưa có đôi trẻ tóc còn xanh từ phương nào mù khơi có ngờ chi đâu. Như ai chỉ lối lứa đôi gặp bên đường vắng, họ đi chung một chuyến ra biển khơi, tình trao nhau mà ngỡ như nằm mơ. Đọc trên tay phần số đã in nghìn năm về trước, trời trên cao chỉ lối cho tình nhân, cần lo chi ngày tháng sau cần những gì, mong chi hoài công chỉ mong ước ta tình vui. C'est une romance aujourd'hui, aujourd'hui. Il rentrait chez
descendaient dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Le dauphre des vacances, c'était chanté un jour de chance. Il allait de ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Rồi phương nào mùa thương lứa đôi lại bóng lìa nhau, nàng xuôi xe về Nam với giọt nước mắt trên ly.